xin chào tất cả các bạn nha. Mình tiếp tục đi quay con X265 các bạn. Chuẩn bị hồi thay cần dài vô. Đầu muốn dịch. Cái gào hổm bị xe UH07 bị bành. Trời ơi, nắng quá. Được rồi, quốc cái nó lọt xong luôn á. Được rồi. Rồi gắn con gào này nha bạn. Nắng quá. Đừng ngã xuống cái tiền nha. Không được rồi. Xỏ hết gạo ra. Có hay đâu. Có hay đâu. Thank you.
có ai đó xuống. Nóng rồi, mệt rồi. Tháp thúc cặn dài vô các bạn. Đi nè, à mà ra đó. Ra đó. Trời ơi em đạp đúng gì không ra. Rít mà em đạp, rít là làm ra được không? Con thứ gì làm ra đúng. Nhích làm ra. Cái gậy chứ nó thầy. Ôi trời. Vô giải phát nữa ra rồi. Nhấp mạnh mạnh lên. Cút này cút phải nhấp. Nhấp. Con đạp xuống đây thụt qua nhấp. Đứt trên đó nhấp. Búa thì hụt ra rồi, búa gì nữa. Đâu ra thấm đâu. Hụt cũng ra nữa. Nhìn anh tài xế là áo xanh các bạn. Tài xế xe à. Tài xế máy bay. Ờ giờ chuẩn bị đưa cái ti lên coi ai. Quay đầu nó đi, sẵn là quay đầu đi. Rồi. Nè, bây giờ mấy gì đi. Đưa cái bỏ đầu đầu này xuống đi rồi đưa cái đầu đó lên đó trước rồi gịch lên luôn à. Không giữ máy quay đi. Giờ chú dẫn ở đây ba ba em cũng để lên này luôn nè. Rồi nè, quay giống nặng dày quá vậy.
Nó vụ chìa khóa một cái lộn mèo luôn. Tôi rồi. Dặn không cầm không có thế. Tôi con dưới rồi. Tôi con nào? Con này nè. Chìa khóa chim vô. Cái mobilet đây. Bị gấp vô cái tay gào. Vô gào á. Vô á. Rồi, đúng không? Woo! Vừa hết luôn. Ra hết tay ơi. Hết tay rồi. Rồi được rồi. Rút coi, rút lại coi. Rút tay vô ơi. Rút lại cho tay lại ơi. À đó. Ok. Cái bỏ đó kẹp nó ngay cái lưng rồi. Đó được rồi. Xác mẹ. Gà lên chút. Chỉnh cái lử cho nó đây là nghe. Lớn gà lên. Gà láo lên chút.
sao đi. Nắp gà xuống. Rồi. Đấy. Đi búa kìa. Hả? Tới rồi mà ép chi vậy? Méo về đây luôn rồi. Tại cái ấy rồi, cái ác trên nó lỏng kìa. Tại ác. Chỉnh cái miệng gào các bạn lưỡi.